Bác tin nữ nhân viên Samsung lây HIV cho 19 người ở Thái Nguyên. Tối ngày 26 tháng 7, trao đổi với báo Công Thương, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, thông tin 19 người bị nhiễm HIV liên quan tới một cô gái làm việc tại công ty Samsung Thái Nguyên là thông tin sai sự thật. Phía cô gái được dân mạng lấy ảnh, đồn thổi liên quan đến danh sách người nhiễm HIV cũng đã lên tiếng phản bác thông tin sai sự thật. Theo đó, nữ nhân viên công ty bị đưa sai thông tin là chị CTD cho biết, cũng không định lên video, nhưng gần đây có một số cá nhân, tập thể có hành vi xâm phạm đến quyền riêng tư của cô đăng trên mạng xã hội. Nữ nhân viên Samsung khẳng định, những người đăng thông tin đưa hình ảnh sai sự thật của tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó, ngày 26 tháng 7, trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, xôn xao thông tin một chiều cho rằng cô gái trẻ có tên CTD, nhân viên công ty Samsung Thái Nguyên, đã làm lây nhiễm HIV cho nhiều nam thanh niên, chủ yếu là các nhân sự quản lý của công ty này. Các trang này đăng thông tin kèm hình ảnh nhạy cảm của cô gái, kèm danh sách 19 người nhiễm HIV lên mạng. Ngoài ra, những đoạn tin nhắn lạ cũng được lan truyền trên không gian mạng, gây xôn xao dư luận. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh điều tra vụ việc. Xin chào tất cả các bạn. Mình cũng không định lên video này đâu, nhưng mà gần đây có một số người, cá nhân, tập thể đang có những hành vi xâm phạm đến quyền riêng tư của mình và đăng những cái thông tin sai lệch sự thật lên mạng xã hội rằng mình bị nhiễm HIV, mình đã làm Samsung 10 năm rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, nhận được tin này mình đã rất là sốc và bây giờ mình vẫn đủ bình tĩnh để ngồi ở đây và làm video để gửi đến tất cả các bạn. Mình cũng vừa đến cơ quan công an để khai báo sự việc và công ty cũng sẽ làm rất chặt về cái vấn đề bôi nhọ danh dự nhân phẩm của nhân viên Samsung đến trên các trang mạng xã hội và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình người thân của tôi. Thực sự là bây giờ lên cái video này là tôi cũng đang rất là bức xúc. Nhưng mà là con người với nhau thì các bạn nên tìm hiểu kỹ, rõ ràng, minh bạch rồi mới được đưa thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội. Và tất cả những người làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, gia đình của tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.